Mass Mobile chuyên cung cấp các mặt hàng iPhone giá rẻ, chế độ bảo hành chuyên nghiệp, thời gian lâu dài, linh kiện chính hãng, hãy đến Mass Mobile. Xin chào em đã quay trở lại với X Studio. Và như thường lệ thì đây là bản tin X News ngày 9 tháng 8. Và trong ngày hôm nay thì sẽ có các nội dung chính ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Xiaomi chuẩn bị ra mắt smartphone camera 108MP. Mới đây, hãng di động Xiaomi đã bất ngờ thông báo về việc sẽ sớm ra mắt một chiếc điện thoại có camera lên tới là 108MP. Được biết, điện thoại mới của Xiaomi sử dụng cảm biến ảnh của Samsung, nhưng hai hãng chưa tiết lộ thông số cụ thể. Theo Phone Arena, cảm biến này có thể tạo ra những bức ảnh với độ phân giải tối đa là 12.032 x 9.024 pixel. Ở chế độ zoom quang 2x, ảnh thu về vẫn có độ phân giải lên tới là 27 megapixel. Xiaomi cũng là một trong những nhà sản xuất đầu tiên đưa cảm biến ISOCELL Bright GW1 độ phân giải 64 megapixel của Samsung vào mẫu điện thoại Redmi sắp ra mắt. Theo một số chuyên gia về hình ảnh, nhận định độ phân giải 108 megapixel là ngang ngửa so với máy ảnh medium format, nhưng hãng cần cân nhắc giữa số chấm lớn và chất lượng hình ảnh. Cảm biến ISOCELL GW1 mà Samsung giới thiệu trước đó có kích thước lớn 1:1.7 nhưng chưa tới 64 triệu điểm ảnh, nên kích thước mỗi điểm ảnh chỉ còn 0.8 micromet, nhỏ hơn nhiều so với mức là 1.4 micromet của cảm biến trên iPhone XS, dễ dẫn đến hiện tượng là ảnh bị nhiễu hạt nếu chụp trong điều kiện thiếu sáng. Được biết, không chỉ riêng Samsung, Qualcomm cũng đang nghiên cứu cảm biến ảnh có độ phân giải siêu cao. Hồi tháng 3, hãng này cũng cho biết là đang nghiên cứu cảm biến ảnh 64MP và 100MP cho điện thoại, hứa hẹn là đối thủ của cảm biến ISOCELL từ Samsung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có hãng điện thoại nào ra mắt sản phẩm thực tế với camera là 64MP. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple bị Oppo đá xuống vị trí nhà sản xuất smartphone thứ tư thế giới. Báo cáo từ hãng phân tích thị trường ISS Market cho thấy Apple đang dần đánh mất sức hút trên thị trường smartphone. Công ty công nghệ Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ tư trong danh sách các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới của ISS Market trong quý 2 năm 2019. Giờ đây, họ đang đứng sau Samsung, Huawei và Oppo, một thương hiệu điện thoại Trung Quốc vẫn còn ít được biết đến tại Mỹ và châu Âu. Theo dữ liệu của IHS Market, trong 3 tháng đến cuối tháng 6 vừa qua, Apple xuất xưởng được 35,3 triệu chiếc iPhone, chiếm 11% thị trường smartphone. Họ bị Oppo đẩy xuống dưới khi mà hãng này xuất xưởng được 36,2 triệu smartphone. Cả Samsung và Huawei, cho dù đều gặp khó khăn trên thị trường Mỹ, đã xuất xưởng được 75,1 triệu chiếc và 58,7 triệu smartphone, chiếm 23% và 18% thị phần tương ứng. Doanh số iPhone sau khi sụt giảm ở mức kỷ lục trong 3 tháng đầu năm nay, tính đến cuối tháng 3 đã tiếp tục sụt giảm mạnh trong quý tiếp theo, khi giảm đến 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 26 tỷ đô la. Giờ đây, doanh số iPhone chỉ chiếm chưa đến một nửa tổng doanh thu của Apple, khi công ty đang hướng tăng trưởng sang các sản phẩm khác như là Apple Watch. Các nhà phân tích cho rằng điều này là vì người dùng đang dùng các điện thoại cũ lâu hơn để tránh phải mua các mẫu máy mới đắt tiền hơn. Trong khi đó, Apple tiếp tục từ chối tạo nên một chiếc iPhone giá rẻ để nhắm đến người dùng tại các thị trường mới nổi, nghĩa là họ đang bỏ qua một lượng lớn người dùng và cho phép các đối thủ giành lấy phần khách hàng đó. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 11 dùng Boost Stylus đối đầu Galaxy Note 10. Các thông tin gần đây đã tiết lộ rằng rất có thể là Apple sẽ trang bị Boost Stylus cho iPhone 11 để đối đầu tốt hơn với Galaxy Note 10 của Samsung. Việc iPhone hỗ trợ Boost Stylus là điều mà người dùng rất kỳ vọng, đặc biệt khi mà Apple tung phụ kiện thông minh Apple Pencil dành cho iPad Pro khi ra mắt. Điều này đã nhanh chóng kích thích những nhà thiết kế như là Ben Gaskin tạo ra ý tưởng của mình. Theo đó, chiếc iPhone mà Gaskin nghĩ đến sẽ hỗ trợ Apple Pencil. Nó có góc cạnh hơn, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể giữ đầu pencil trên thân, mà cụ thể là gắn vào mặt sau của điện thoại theo cách có thể hoặc không thể dựa vào khe cắm từ tính của iPad Pro hoặc là Galaxy Tab S6. Ben Gaskin là nhà thiết kế nổi tiếng với nhiều ý tưởng iPhone 11 trong quá khứ, vì vậy ông biết mình đang làm và nghĩ gì. Ngoài ra, có cảm giác rằng Apple Pencil chỉ hỗ trợ trên iPhone 11 lớn hơn iPhone 11 Max, vì chiếc nhỏ sẽ có màn hình hơi nhỏ để làm việc với Pencil. Dĩ nhiên, để tận dụng tối ưu sức mạnh của ý tưởng này thì Apple cần mang đến cho thiết bị của mình ứng dụng đặc biệt để vẽ hoặc là viết ghi chú. Vừa rồi là tất cả những thông tin mà bản tin X News muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Đừng quên bấm like, subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.